Bây giờ là 18 giờ. Mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức có ngay sau đây. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 100 quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho quyết định số 60/2017/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa. Theo quy định này thì việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải bảo đảm các nguyên tắc, điều kiện được quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3, điều 220 luật đất đai. Theo đó, đất tách thửa, hợp thửa đất phải bảo đảm có lối đi, được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có, bảo đảm cấp nước, thoát nước và nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý. Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất để làm lối đi, khi thực hiện việc tách thửa đất hoặc hợp thửa đất thì không phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất để làm lối đi đó. Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất để làm lối đi thì lối đi đó do các bên thỏa thuận và Ủy ban Nhân dân quận huyện và thành phố Thủ Đức có trách nhiệm căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, xem xét lối đi do các bên thỏa thuận có đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy và hệ thống cấp thoát nước, điện để có ý kiến chấp thuận trước khi thực hiện việc tách thửa đất hoặc hợp thửa đất. Phần diện tích đất được xác định làm lối đi sử dụng cho nhiều thửa đất, từ 2 thửa đất trở lên, thì được chuyển sang hình thức sử dụng chung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Như vậy, quy định tách thửa hiện nay bám sát theo quy định luật đất đai 2024, không còn quy định về điều kiện quy hoạch và điều kiện xây dựng như quyết định 60 hay dự thảo về tách thửa trước đây. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thủ Đức là đơn vị tiếp nhận lượng hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu tài sản trên đất cho tổ chức cá nhân khá lớn. Để đáp ứng theo yêu cầu mới khi triển khai luật đất đai 2024 cũng như khi áp dụng bảng giá đất mới, chi nhánh đã triển khai nhiều giải pháp về cải cách thủ tục hành chính. Kéo giảm cái tỷ lệ hồ sơ trễ hạn cũng như nâng cao cái tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn bằng nhiều cái biện pháp. Qua đó thì đã tiến hành cải cách hành chính trong cái công tác, thứ nhất là công tác trực tuyến đối với cái dạng hồ sơ giao dịch bảo đảm. Tức là người dân trước đây người dân phải đến nộp tại đơn vị 2 lần thì nay người dân liên hệ ngân hàng, sau đó ngân hàng sẽ online nộp hồ sơ trực tuyến đến chi nhánh. Qua đó người dân chỉ liên hệ đến chi nhánh một lần và nhận hồ sơ sau 2 giờ đồng hồ. Bên cạnh đó thì cũng trực tuyến toàn phần đối với dạng hồ sơ trích lục bản đồ địa chính, kỹ thuật địa chính. Là các cái đơn vị công ty mà có yêu cầu đo vẽ cần trích lục bản đồ thì chỉ cần gửi trực tuyến qua chi nhánh thì chi nhánh sẽ chuyển lại bằng file trực tuyến cho các đơn vị. Đối với cái dạng hồ sơ cung cấp thông tin cá nhân, thay đổi căn cước công dân thì chi nhánh cũng đã tiến hành giảm hồ sơ xuống còn 3 ngày. Trong cái thời gian vừa qua đối với việc chờ thay đổi bản giá đất thì các cái hồ sơ tồn động ở bên chi cục thuế Thủ Đức là khoảng 2.000 hồ sơ. Thì khi có văn bản của ban nhân phố là tiếp tục thực hiện theo bản giá đất cũ thì cái lượng hồ sơ này chuyển về chi nhánh rất là nhiều. Thì chi nhánh cũng đã tập trung nhân sự để mà tiến hành giải quyết cái dạng hồ sơ tồn động này trong vòng có 4 ngày. Đối với chi nhánh là đã tiến hành số hóa cái hồ sơ tại các kho lưu trữ trước đây và tính đến thời điểm hiện tại thì đã gần số hóa khoảng 1 triệu hồ sơ. Được biết, chi nhánh thường xuyên rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết hồ sơ, áp dụng nhiều mô hình cải cách hành chính như đã tiếp nhận và giải quyết trực tuyến toàn trình thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai đối với hồ sơ trích lục bản đồ địa chính, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến một phần đối với thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, đã rút ngắn thời gian giải quyết đối với hồ sơ xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp do thay đổi thông tin giấy tờ căn cước công dân xuống còn 3 ngày làm việc.
Bên em thì chủ yếu đi thế chấp với hỗ trợ khách đi mua bán với hoàn công rồi. Bây giờ thì đa số là thấy đúng, hồ sơ cũng đúng hẹn. Thì nói chung là chiêu quầy, chiêu phường á, thì nó cũng thuận tiện để cho người dân người ta bốc số và giải quyết hồ sơ nó cũng nhanh hơn. Tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Đức, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn tận tình hướng dẫn người dân thực hiện kê khai. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng triển khai mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ưu tiên số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đất đai và phân công đúng chức năng nhiệm vụ của từng tổ, bộ phận trong công tác vận hành, đảm bảo sự thống nhất giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử, nhân rộng nhiều hơn nữa các quy trình thủ tục hành chính giải quyết trên môi trường điện tử, tự động nhắn tin đến người nộp hồ sơ khi có phiếu chuyển thuế, có kết quả thông báo thuế, có kết quả giải quyết hồ sơ, công khai quy trình và tiến độ giải quyết hồ sơ trên trang thông tin điện tử thành phố Thủ Đức. Đặc biệt, vào các ngày thứ Bảy, chi nhánh tổ chức họp để thống nhất hướng đề xuất giải quyết đối với những hồ sơ có nội dung phức tạp, không để phát sinh hồ sơ trễ hẹn, nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn. Em đi nộp hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất và thủ tục nộp hồ sơ thì rất là cùng giờ thì công nghệ thông tin lấy số qua app và nộp hồ sơ thì rất là nhanh, xử lý nhanh. Nói chung là cán bộ thì xử lý rất là nhịp nhàng. Nói chung là thủ tục đến ngay là hẹn là đến lấy là vừa đủ. Một tháng em xử lý trung bình khoảng độ 10 hồ sơ tất cả các quận huyện chứ không phải là mỗi ở Thủ Đức ở đây, bởi vì em làm là chuyên là làm dịch vụ hồ sơ nhà đất mà. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Đức đã giải quyết gần 80.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ đúng hẹn 99,2%, giá trị thế chấp đạt hơn 12.360 tỷ đồng, giá trị chuyển nhượng hơn 87.397 tỷ đồng. Chốt phiên giao dịch ngày 30 tháng 10, giá vàng thế giới giao ngay tăng 12 đô la Mỹ lên 2.787 đô la Mỹ một ounce. Đây là mức đóng cửa cao kỷ lục mới của kim loại quý. Trong phiên, giá còn có thời điểm chạm 2.789 đô la Mỹ một ounce. Cùng với đà tăng thế giới, giá vàng trong nước cũng đua nhau tăng giá. Sáng nay 31 tháng 10, SJC giao dịch vàng nhẫn 4 số 9 ở mức 87,7 triệu đồng một lượng mua vào và 89,2 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 đồng ở cả chiều mua và bán. Như vậy, giá vàng nhẫn 4 số 9 vừa thiết lập đỉnh cao nhất ở mức 89,8 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng được SJC, PNG và Doji giữ mức giá niêm yết hôm qua là 88 triệu đồng một lượng mua vào và 90 triệu đồng một lượng bán ra. Giá bán vàng SJC tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước cũng giữ ở mức 90 triệu đồng một lượng. Theo giới phân tích, bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần khiến nhu cầu mua vàng trú ẩn tăng cao. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy hai ứng viên Tổng thống Mỹ là Donald Trump và Kamala Harris đang bám đuổi rất sát sao. Nhà đầu tư cũng đang chờ các số liệu kinh tế để có thêm manh mối về quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Fed. Daniel Favillonis, chiến lược gia tại RGO Futures, nhận định khả năng Fed giảm thêm lãi suất và chiến sự Nga-Ukraine có quá nhiều yếu tố ngoài kia khiến vàng tăng giá và cho rằng kim loại quý đang hướng tới 2.850 đô la Mỹ. Từ đầu năm, vàng đã tăng 35%, ghi nhận năm diễn biến tốt nhất kể từ năm 1979. Kim loại quý là công cụ truyền thống để phòng trừ bất ổn địa chính trị. Lãi suất thấp càng giúp cho vàng hấp dẫn. Dominic Spurzel, giám đốc giao dịch tại Harrods Metals Germany, dự báo vàng sẽ chạm 3.000 đô la Mỹ năm tới do lo ngại về triển vọng tại các nền kinh tế mới nổi, lực mua của các quỹ ETF vàng và những điều chỉnh trên thị trường hậu bầu cử. Số liệu công bố hôm 30 tháng 10 cho thấy Mỹ tạo ra 233.000 việc làm mới trong tháng 10. Con số này nhiều hơn dự báo, bất chấp lo ngại gián đoạn do bão và các cuộc đình công. GDP Mỹ cũng tăng 2,8% trong quý 2 so với cùng kỳ năm ngoái.